Rồi mình đã tháo xong rồi nè. Các bạn nào mà đi một mình hoặc FA gỡ ra luôn. Để chống chơi gì cũng được. Nhìn mắc cười lắm. Rồi bây giờ mình sẽ gắn củ winner vô. Cần để chân sau bên phải. Cái Việt Nam cái Thái hả ta? Hay là nó đóng đóng khác nhau vậy? 50720, 50730, KT7761 thì cùng loại, nhưng mà cây Thái Lan cái Việt Nam hả? Bên phải là bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra. Để coi cái Việt Nam với Thái nó khác nhau sao. G2 lép 2. Hai này là R lép. R là right. L lép. Lép là bên trái, right là bên phải. Nhìn cái nước thì nó cũng giống nhau thôi. Rồi giờ mình sẽ gắn bên right. Đó. Trước khi gắn vô thì các bạn coi nè, nó có một nồi phụ tùng luôn. Cái chốt đây là bi, đây là cái chốt nè, còn này là khóa gài, chốt chẻ, này là chốt thanh để chân sau, còn này là bi thép, còn này là lò xo hãm để chân sau. Đó. Còn một cái miếng sắt nữa đây, điểm lót để chân sau. Đó, một nồi vậy đó. 1 2 3 4 5 6. Nói chung là mua đồ hãng là cái nào nó tháo rời được nó bỏ vô bọc hết. Này là bên trái. Phải của mình nè. Rồi, giờ mình sẽ lắp vô. Tháo này ra. Này, tôi để trái phải không? Rồi sao? Tại sao mình không mua ở ngoài? Tại vì mấy cái ngoài mình thấy nó chưa có ai dùng là nó bị sét rồi. Nên mình không khoái. Nên chị không mua winner mà đi mua cái chân winner. Bi. Trước ta gắn vào sò trước đây. Right. B. Cái miếng thẻ dưới
Đây, như trong đây mình có một cái miếng nè, đặt hàng cho mình mà hết hàng nên nó lấy cho mình không. Đây, đặt cái mặt trong ấy cha, không vừa là hơi mệt nha. Hơi khó người ta. Để gá thử thì vô. Trời trời, vừa chết luôn. Không vừa rồi mới lấy lên. Quá lâu trời, sao vậy kỳ ta. rồi bây giờ mình sẽ tháo tiếp lên đây. Cửa hãm á, mình mua cái chân ghép chân của Winner nè, không có thử trước, đặt hàng mua về gắn vô không vừa, giờ ôm xô nè, không biết anh em nào mua lại không. Tại vì nói chung mà bạn nhìn nhìn tưởng nó vừa nhưng mà không có vừa các bạn. Mình cũng tính mượn của mượn xe anh nào gỡ ra để thử rồi nhưng mà không có cơ hội, nên đặt mua về đã 292.000 một bộ. Nó gồm cái tai này, thẻ này, cái chốt kẽ, cái chốt trục này với cái lồng đèn đó. Bây giờ ôm xô đổi hàng, nó không cho họ đổi. Một lần không thử rồi gỡ cái lồng đạn rút ra. Rồi, mình gỡ cái miếng sắt này để cho đỡ cọ cái này. Cái chân của Winner là cái lỗ gắn lò xo nó nằm ngoài. Lỗ gắn lò xo nó nằm ngoài. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình gắn không vừa. Do là cái lỗ này nè, với cái lỗ này nó không có khớp nhau. Nên mình cái gắn không vừa. Gỡ ra gáp được thứ hai ý hửng, tưởng đâu vừa ai về không vừa quê luôn. Mình gỡ cái miếng này ra coi. Miếng bên đây khớp nè, miếng đây để cho hai cái mặt bo không tròn ở ngoài. Rồi.
ép xuống, đút vô coi chừng nó bị rớt ra các bạn, nó bắn cái mất tiêu luôn, robot bắn bi luôn. Bạn nó chơi robot bắn bi không? Giống giống vậy đó. Rồi cho nó ngay cái lỗ xỏ vô. Không đẹp không mới, nhìn cái hai màu nhơ nó chớp. Ở mình chơi lấy cái chai thuốc tẩy màu hồng của Thái Lan nha các bạn, quét lên á sôi bọt cái nhôm này luôn, giờ nó đục ngầu hay ghê. Nhát tay quá, nãy giờ đóng là vô rồi. Chốt này nó cũ rồi, hư quá hư rồi. Nên lúc vô hơi khó. Rồi xong rồi bẻ nha, bẻ sang hai đầu. Chạy lên liền. Hơi rung hơn so với cái chân viên. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.